Chào mừng tất cả các em đã quay lại với cái clip ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, phần là sửa lỗi trong câu dạng cơ bản. Thầy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn từng câu một, thầy sẽ làm chậm một chút để chúng ta cùng theo dõi luôn. Đối với câu số 1 thì chúng ta đọc lướt qua một chút thì chúng ta thấy nó là cái cấu trúc của nasal và chúng ta đã biết là đối với cấu trúc nasal nasal thì cái động từ được chia theo cái chủ ngữ thứ hai, có nghĩa là chia theo cái chỗ này, cái teacher này. Cho nên ở đây đáp án C là sai. Và chúng ta phải chia ở đây là is. Câu số 2. The problem of population are too difficult for us to. Ở đây người ta dùng verb ing là câu này là sai. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đáp án thế. Và đây chúng ta phải dùng một động từ nguyên thể. Câu số 3. It required to reading a foreign language quickly and well. Và câu này chúng ta dùng với cấu trúc require mà dùng verb ing là sai. Cho nên câu này chúng ta sẽ sử dụng đáp án B. Và đây ta dùng một động từ dạng nguyên thể thay cho verb ing. Câu số 4. Working provide people with personal satisfaction as well as money. Câu này ta thấy ở đây nó sử dụng cái từ working làm chủ ngữ. Và chính vì vậy cho nên đáp án A này là sai. Động từ này chúng ta phải chia ở ngôi thứ ba số ít. Câu số 5. She borrowed the money from the bank to continue her study. Ta nhìn lướt qua một lượt. Cô ấy vay tiền từ ngân hàng để tiếp tục việc học tập. Như vậy ở đây chúng ta dùng to continue, không có đuôi ed. Đáp án này là sai. Ta dùng động từ nguyên thể. Câu số 6. Every student who major in English are ready to participate in the oratical. Đây, ta thấy là toàn bộ cái phần này, phần thầy đánh dấu này là chủ ngữ của câu này nhá. Mà cái từ này nó bắt đầu bằng từ every. Như vậy ở đây ta dùng cái động từ ở dạng số ít và ta phải dùng là is. Câu số 7. Cô ấy uống thuốc bổ để cảm thấy khỏe mạnh hơn. Ở đây chúng ta thấy là cái đáp án C này là sai. Cái từ tu trong trường hợp này nó là một cái từ chỉ mục đích và dùng tu verb nguyên thể. Cho nên đây là động từ feel. Câu số 8. Cô ấy rời khỏi nhà rất là vội vã mà không nói một lời tạm biệt nào với chúng tôi. Chúng ta thấy ở đây người ta dùng từ with sao. Đây chúng ta phải dùng verb ing. Như vậy chúng ta chuyển từ này sang saying. With sao là một giới từ. Và sau giới từ thì động từ dạng verb ing. Câu 9.
rất cần thiết để chúng ta phải học một ngoại ngữ. Đáp án này là sai. Cái từ we này chúng ta phải chuyển thành là for us. Nó là tân ngữ chứ không phải là từ làm chủ ngữ. The film is much interesting that I have ever seen it for three times. Bộ phim rất hay, vì vậy mà chúng tôi đã xem nó rất là nhiều lần. Ok. Này, câu này sai ở đáp án này nha. Tại sao lại sai ở đáp án này? Thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái cấu trúc của nó như thế này. Sâu này. Cộng với tính từ. That. Nếu như chỗ này mà có tính từ, nhấn mạnh cho tính từ thì chúng ta dùng sau. Và cái thứ hai là người ta dùng với từ such. Such thì nó cộng với, ở đây có thể có hoặc là cộng với tính từ và danh từ thì nó sẽ cộng với task. Ta nhớ cho thầy cái cấu trúc này. Chính vì vậy ở đây cái từ sâu này chúng ta phải chuyển thành sắt. À, sorry, từ sắt ta phải chuyển thành sâu. Câu 11. Sau would rather chúng ta dùng động từ nguyên thể. Vì vậy đáp án doing là sai. Và ở đây chúng ta phải dùng động từ do. Câu số 12. Theo dõi cho thầy câu số 12. Câu số 12. I don't think he is in agree with what we are going to do. Thì ta thấy ở đáp án này ta cần phải dùng ở đây một danh từ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng là agreement. Sự đồng ý. Câu tiếp theo. Câu 13. Mặc dù bố tôi nhiều tuổi, ông ấy vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng. Này, các bạn nhìn vào cái chỗ này cho thầy nha. Phần mà thầy đánh dấu này. Đây là một mệnh đề. Và nếu mệnh đề thì ta dùng inspire precise. Bởi vì inspire theo sau nó là một cái cụm từ hoặc là một danh từ. Như vậy ở đây chúng ta dùng on. There is only a few foods for dinner. I think you should buy some more to eat. Đây, ta để ý thấy từ food nó là danh từ không đếm được. Cho nên ở đây ta dùng a few là sai. Mà đây ta phải dùng a little. A little là đi với danh từ không đếm được. Và a few là đi với danh từ đếm được. Câu 15. Although Mary has been in Vietnam for 5 years, but he's no little Vietnamese.
Ok. Câu này chúng ta để ý nha. Mặc dù cái từ on the đứng đầu nó chỉ cái sự trái ngược của hai cái mệnh đề hai bên, nhưng chúng ta không dùng từ bus. Như vậy cái từ này là thừa này, chúng ta phải bỏ nó đi nhé. Đây, chúng ta bỏ cái từ này đi. Bỏ cái từ này đi. Câu số 16. How many long did you stay in Vietnam during your last summer holiday? Câu này là câu hỏi về một cái khoảng thời gian. Chúng ta dùng là how long chứ không có how many. Như vậy ở đây chúng ta cũng sẽ bỏ cái từ many này đi. Nó sẽ thành là how long did you stay in Vietnam during your last summer holiday? Câu 17. My mother used to give me a good advice when I had a problem. Câu 17 chúng ta phải đáp án C này là sai. Bởi vì cái từ advice nó là cái danh từ không đếm được, danh từ trừu tượng. Thì chúng ta dùng ở chỗ này là không đúng. Như vậy chúng ta phải bỏ đi. Nó thành là gì? My mother used to give me good advice when I had a problem. Câu 18. Nào, ta lướt qua một lượt nào. Đây, ta phát hiện ra ngay cái chỗ này là sai này. Cái chỗ này nó phải là một danh từ nhé. Còn đi sai này là một động từ. Và chỗ này chúng ta là sử dụng là một danh từ. Chúng ta thay đổi nó thành decision. Make a decision nghĩa là đưa ra một cái quyết định. Câu 19. Please give me a few sugar in my coffee. I prefer it sweet. Hãy cho thêm một ít đường vào cà phê của tôi thích ngọt. Đáp án này sai. Sugar là danh từ không đếm được thì chúng ta không dùng few mà dùng little. Câu 20. Câu số 20 thì đối với câu số 20 thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái công thức này và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có thể làm được cái đáp án câu này ngay này. Cái từ great up. Cái này thì nó cộng với cái danh từ đằng sau này này là danh từ không đếm được nhé. Không đếm được. Còn cái đi với danh từ đếm được thì nó phải là là number cộng với danh từ, và danh từ ở đây chúng ta sẽ dùng danh từ số nhiều. Như vậy khi mà chúng ta đã có cái cấu trúc này rồi thì chúng ta thấy ở đây cái từ book là số nhiều thì đáp án A này là sai. Chúng ta phải dùng a class, a large number of. Câu số 21. Quá chưa? Đây, câu này nó sai ở chỗ này. Ta đã học phần trước và ta thấy là cái từ tired nó phải đi với giới từ up. Câu 22. Câu 22 thì chắc chắn cái đáp án B này là sai. Với lý do ở đây chúng ta phải dùng là many. Must thì đi với danh từ không đếm được và many thì đi với danh từ số nhiều đếm được. Câu 23, it's my opinion.
A most beautiful place in Vietnam is Đà Lạt. Câu này người ta kiểm tra chúng ta về cái cấu trúc của câu so sánh hơn và đáp án B là sai. Chúng ta phải dùng là the most. Đây, chúng ta thay cái từ ở bằng từ the. Câu 24. Ta đọc lướt qua một lượt nào. Strike là một cái cuộc biểu tình. Công nhân tiếp tục một cái cuộc biểu tình bởi vì họ nghĩ lương của họ thì như là thấp. Cái đằng sau này là một mệnh đề. Và mệnh đề thì chúng ta không thể dùng because of mà chúng ta phải dùng because. Sau because of là một cụm danh từ hoặc danh từ. Và sau because of là một mệnh đề. Và cái này nó là một mệnh đề. Nó có động từ to be. Động từ đây. Câu 25. Bạn đọc cho thầy câu số 25. Này, thầy chưa kịp chuyển cái đáp. Cái đáp án này sao? Câu 25. Did you say that you will have a lot of things to do the following weeks? Câu này là một câu tường thuật. Nó đã được chuyển sang cái dạng gián tiếp. Cho nên ở đây chúng ta sẽ phải dùng đáp án là would thay cho will. Câu 26. Đây, nó sai đáp án A. Đây là một mệnh đề này. Cái phần này này, phần thầy vừa đánh dấu là một mệnh đề thì không thể dùng despite mà ở đây chúng ta phải dùng although. Câu 27. Câu 27. Câu 27 chúng ta thấy là ở đây chúng ta phải dùng một cái danh từ và danh từ của từ này nó là từ preparation. Sự chuẩn bị. Câu tiếp theo, câu 28. Câu 28. Cảnh sát đang tìm kiếm những tên cướp ngân hàng. Chúng đã lấy trộm một số lượng lớn tiền từ ngân hàng. Câu số 27, 28. Chúng ta chọn đáp án A. Và ở đây chúng ta dùng A thay cho is. Thì đây là một cái danh từ tập hợp. Câu 29. Các bạn theo dõi cho thầy câu số 29. Câu 29. Đây, chúng ta thấy nó sai ở chỗ này. Thầy lại nói lại cái phần này. Của một số cái động từ như là động từ has, ought, theo là require. Cộng với một tân ngữ thì phía sau này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là to verb và hai là not to verb.
Như vậy ở đây chúng ta phải dùng là not to max. Câu 30. Unless there had been a heavy storm, the clipper will not have died. Nếu không có một trận bão lớn thì những người leo núi sẽ đã không bị chết. Câu này là câu điều kiện loại 3. Và cái đáp án D này là sai. Đáp án D này chúng ta phải dùng là would. Would not have died. Câu 31. Unless you work harder, you will be test because of your laziness. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ hơn thì bạn sẽ bị sa thải bởi vì sự lười biếng của bạn. Ok, câu này chúng ta thấy cái đáp án này. Cái động từ này chúng ta phải dùng đuôi ed. Nó là một câu bị động, bị sa thải hoặc bị đuổi việc. Câu 32. David did want to become a technical teacher. David muốn trở thành một giáo viên. Câu này chúng ta thấy là cái đáp án này là sai này. Chúng ta có hai cách sửa câu này. Cách thứ nhất là chúng ta bỏ cái từ đất này đi. À sorry, câu này chúng ta có một cách thôi. Bởi vì nếu như sửa cái dùng chuyển sang phủ định thì chúng ta phải sửa cả cái vế đằng sau này. Như vậy ở đây chúng ta chỉ có một cách sửa, đó là chúng ta bỏ từ đất đi. Câu 33. Sau cái từ the reason thì người ta dùng là reason why chứ không có reason when. Vậy câu này chúng ta sẽ thay when bằng why. Lý do tại sao. Câu 34. Chúng ta thấy là nó thừa cái từ này. Và chúng ta phải bỏ cái từ này đi. Như vậy là chúng ta đã ôn tập được 34 câu. Cái dạng cơ bản. Mục đích của thầy ở cái phần này là nhắc lại cho các bạn toàn bộ những cái kiến thức tổng hợp liên quan đến cái phần thi trắc nghiệm. Và đặc biệt là cái bài tập dạng phát hiện lỗi trong câu. Trong cái clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục ôn tập cho chúng ta cái phần này. Các bạn theo dõi và có thể dừng cái video lại để làm trước khi mà thầy sửa các câu nhé.